Gì nữa vậy em? Tại sao là hình gái? Anh chỉ tương tác với nó thôi mà. Anh thả tim, nghĩa là anh thả hết trái tim của anh cho nó. Anh yêu nó, anh thương nó phải không? Không có đâu, anh chỉ yêu của mình em thôi mà. Tại sao anh thả tim cho tôi? Anh đừng cứ rối lòng nữa. Không, anh nói thiệt Mình đó. chia tay đi. Ơi em, thôi mà em, thôi lại đi mà. Mình chia tay đi. Thôi anh lỗi mà, anh biết lỗi rồi mà. Đừng cứ gọi như người tôi. Thôi mà. Chia tay thiệt chưa? Chia tay chứ em. Chia tay rồi đúng không? Vậy hai đứa mình quen nhau nha anh. Nè, cái bà kia. Đi bán giấy số hay lên đi bán đi. Giấy số còn một đống kìa. Đi hóng chuyện người ta còn muốn cướp chồng người ta nữa. Cướp đều cướp. Ai bỏ thì người ta lụm thôi. Cướp đều cướp, nói gì trời. Lên xe đi về nè. Không đưa nó về cho tôi. Bệnh hết thui tôi hả? Mình chia tay đi. Chia tay thì chia tay, tối ngày sơ hở ra rồi chia tay, sơ hở ra rồi chia tay. Rồi bây giờ mình chia tay thiệt luôn đi. Đi đi ra, đi ra đi. Ê, em số anh nói nghe nè, lên xe nè, lên xe anh chở về đi bán nè em. Mà chia tay thiệt chưa? Rồi chia tay thiệt rồi. Chia tay đúng không?